Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast của Bookie, sách là niềm vui. Tại đây, chúng mình sẽ chia sẻ các chủ đề như cảm nhận về những cuốn sách thú vị, truyền cảm hứng đọc sách, các quan niệm về cuộc sống hay các hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận. Hy vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi nghe podcast của chúng mình nhé. Tham gia hoạt động ngoại khóa ở tổ chức phi lợi nhuận có gì thú vị? Hiện tại có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển bản thân, không chỉ ở trường lớp như trước kia mà còn cả xã hội nữa. Trong đó có một cách cực bổ, đó là tham gia hoạt động ngoại khóa. Tại sao thế? Bởi vì nó giúp chúng ta va chạm nhiều hơn với các thử thách đến từ cuộc sống, học được nhiều bài học có khi cả trường lớp cũng không dạy được. Nghe đỉnh quá nhỉ? Thế nhưng không phải các bạn trẻ nào cũng được tự tin để tham gia hoạt động ngoại khóa. Chính vì thế, hy vọng những chia sẻ của mình trong tập podcast này sẽ giúp các bạn tự tin hơn, can đảm hơn để chính thức bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tham gia các hoạt động ngoại khóa nhé. Và tập podcast ngày hôm nay sẽ là về quá trình làm việc ở Bookie của mình. Trước khi bắt đầu vào câu chuyện hôm nay, mình xin được phép nói về cơ may nào mà mình lại được đến với Bookie và nhiệm vụ chính mà mình đang làm là gì nha. Trong đợt tuyển thành viên tháng 3 năm 2021, một người bạn cùng lớp đã giới thiệu Bookie đến với mình. Từ trước đến giờ thì mình tham gia hoạt động ngoại khóa khá ít nên là vẫn còn tự ti với năng lực của bản thân. Nhưng mà nhờ sự cổ vũ từ người bạn ấy, mình đã quyết định ứng tuyển và đến bây giờ mình đã làm việc được 6 tháng ở Bookie rồi. Lúc ứng tuyển thì mình hơi phân vân, không biết chọn ban nào, nhưng vì muốn thử sức ở mảng thiết kế nên mình đã đăng ký vào team design ở nhóm Productions. Sau một thời gian làm việc thì mình thấy nhóm đóng một vai trò khá quan trọng khi chịu trách nhiệm không chỉ cho phần hình ảnh mà còn là video. Nhưng mà mình chỉ có chút kỹ năng về dựng video thôi nên là đa số là mình sẽ thiết kế ảnh là chính. Bài tập nhỏ và những thử thách đầu tiên. Lúc bước chân vào Bookie, bản thân mình đã hơi bất ngờ khi có ngay một bài tập nho nhỏ. Lúc đó mình đã tự hỏi bản thân rằng đây có phải là một bài tập mở đầu mang tính truyền thống như việc phân loại học sinh bằng mũ của bộ phim Harry Potter hay không. Khi nhận bài tập đó, bản thân mình cũng hơi lo vì hầu như là mình chỉ biết design ảnh thôi. Nhưng may thay, mình đã được sắp xếp chung với những người bạn, người anh mà cả hai đều có những điểm mạnh phù hợp với bài tập sắp tới. Khi biết được điều ấy, bản thân mình đã đỡ lo hơn rất nhiều và nhiệm vụ còn lại chỉ là cố gắng hết sức. Trong quá trình thực hiện bài tập nho nhỏ, mình hẳn đã có rất nhiều cảm xúc khó quên khi lần đầu được diễn trước ống kính hay phải thu âm cho sản phẩm. Những công việc đòi hỏi đi lại này tuy khó, nhưng sau khi thấy được sự hưởng ứng của các thành viên khác thì mình đã rất là vui. Mình cũng đã nhận được những lời khen từ đồng đội, các anh chị leader. Chính những lời khen ấy đã giúp mình tin rằng thời gian, công sức mình bỏ ra là rất xứng đáng. Và cũng chính nhờ bài tập ấy đã cho mình một cơ hội, một bài học để xem liệu năng lực của bản thân có hợp với team production hay không và cách mình làm teamwork đã ổn hay chưa. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng thì team của mình cũng đã hoàn thành bài tập nho nhỏ đúng thời gian. Đứa con tinh thần đầu tiên của mình và đồng đội khi ở Bookie đã lấy đi bao giọt mồ hôi, sự nhiệt huyết, chăm chút của chúng mình rất nhiều. Và chính nó cũng đã mang lại cho chúng mình niềm vui, hạnh phúc và sự tự tin để chính thức góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người cùng Bookie, sách là niềm vui. Bật mí cho mọi người biết là bài tập đó nhóm mình đã được hạng nhất nha. Deadline, mình đã vật lộn với nó như thế nào? Tiếp theo là một vấn đề mà mình thấy mọi người hay gặp phải, đó là về deadline. Không biết mọi người có hay để công việc tới gần deadline rồi mới vắt chân lên giải quyết, hay là sẽ chuẩn bị thật kỹ càng và luôn hoàn thành deadline đúng hạn vậy? Về bản thân mình, khi nhận được một nhiệm vụ thì việc đầu tiên là mình sẽ xem số lượng sản phẩm cần hoàn thành có nhiều hay không, xem ngày nào là sẽ hết hạn nộp bài. Tiếp sau đó, mình sẽ tự chia ngày ra để làm các sản phẩm ấy. Ví dụ mình có 4 bài và có dường như một tuần để hoàn thành, thì ở ngày đầu, mình sẽ suy nghĩ về ý tưởng của những thiết kế
và mỗi ngày sau đó sẽ cố gắng để hoàn thành một sản phẩm. Như vậy là mình chỉ mất khoảng 5 ngày để làm xong hết, và 2 ngày còn lại thì mình có thể nghỉ ngơi hoặc là thay đổi theo ý thích. Chính vì những thói quen ấy mà mình đã để trễ deadline rất nhiều. Và tại sao cần phải có kế hoạch như vậy á? Đơn giản là vì mình không muốn để trễ deadline với anh chị nữa. Lần trước khi trễ thì mình đã cảm thấy có lỗi và hơi xấu hổ với các anh chị vì đã hẹn ngày để nộp sản phẩm nhưng lại không nộp được. Và từ đó nó đã khiến bản thân mình rút ra một bài học rằng cần phải thay đổi kế hoạch làm việc nhất định để không tái phạm một lần nào nữa. Ngoài ra, trong quá trình tạo ra sản phẩm, mình cần phải tuân theo các quy định của team design, và mục đích là để chắc rằng sản phẩm và bài viết sẽ có liên quan với nhau. Các leader cũng góp ý liên tục, chỉ ra những điểm cần phải sửa mà mình và các thành viên thường hay mắc lỗi, như là chỗ đổi logo, màu logo, kích thước ảnh, vân vân và mây mây. Đây là lúc deadline không chỉ của một mình bản thân mình, mà còn là của cả nhóm. Chính vì thế, việc quản lý được deadline là một điều rất quan trọng khi làm việc. Đôi khi không hiểu ý anh chị lắm, nhưng mình không lo, bởi vì leader rất thân thiện và đã nhiệt tình hướng dẫn mình rất cặn kẽ. Cộng thêm khoảng thời gian trước khi hết deadline mà mình đã sắp xếp trước thì đã giúp mình càng làm càng thấy thú vị trong công việc mà không hề bị áp lực luôn. Đúng deadline giúp mình nhận ra rằng mọi người đặt rất nhiều tâm huyết để nhận xét vào sản phẩm của mình. Nhờ chính điều đó đã mang lại động lực giúp mình cải thiện bản thân rất nhiều. Mình luôn mong muốn mọi người sẽ phải ít nhận xét, sửa chữa hơn, đỡ phải vất vả hơn, và mình cũng thấy bản thân mình phát triển hơn nữa. Cơ hội luôn xuất hiện, chỉ là chúng ta có dám nắm bắt cơ hội hay không. Mình được biết rằng hiện tại Bookie sẽ tập trung làm thêm một mảng về podcast. Đây chính là một cơ hội trải nghiệm hiếm có, vì hiện tại chưa có nhiều nơi để chúng ta có thể trải nghiệm công việc làm podcast. Bookie luôn luôn tạo ra những cơ hội mới để các thành viên được phát triển hết khả năng của mình, và làm podcast là một trong số đó. Mình đã phải cân nhắc việc học, công việc hiện tại ở team design và thời gian biểu của bản thân rất nhiều, nhưng cơ hội đôi khi không đến quá nhiều lần và mình đã quyết định tham gia. Hiện tại, mình đang thử sức với các bài tập của leader với vai trò là một người thu âm. Nghe có vẻ chúng ta chỉ cần ngồi và thu âm thôi nhỉ? Nhưng thực tế, vai trò này đòi hỏi khá nhiều thứ khiến bản thân mình dễ nản ngay từ phút ban đầu. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mình đã rút ra được một bài học rằng chỉ cần kiên trì với những gì bạn đang làm thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn. Và cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng có rất nhiều cách để bạn có thể phát triển bản thân, trong đó có cách tham gia các hoạt động ngoại khóa hay các tổ chức phi lợi nhuận như Bookie đây. Qua trải nghiệm của bản thân mình, các bạn có thể thấy rằng kỹ năng chúng ta có thể học được trong quá trình tham gia hoạt động ngoại khóa là rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải có ý thức muốn phát triển, đóng góp công sức của bản thân để lan tỏa được những giá trị tích cực đến xã hội, giúp xã hội phát triển nhiều hơn. Ở mỗi lần tham gia sẽ có một trải nghiệm riêng, và việc bản thân tận dụng được điều đó để phát triển hay chỉ tham gia một cách hời hợt đều phụ thuộc ở bản thân của mỗi người. Hãy cân nhắc lại việc tự ti về năng lực có đủ để kéo bạn lại khỏi việc bản thân có thể mang lại giá trị cho xã hội, cũng như những bài học bạn sẽ nhận được khi tham gia hoạt động ngoại khóa hay không nhé. Dù sao đi nữa thì mình vẫn khuyên các bạn rằng hãy tham gia hoạt động ngoại khóa vì nó có thể là chìa khóa để giúp bản thân bạn trưởng thành hơn. Và nội dung tập podcast hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn muốn chia sẻ cảm xúc, ý kiến gì cho podcast của Bookie, hãy cứ thoải mái chia sẻ với chúng mình bằng cách comment ở bên dưới video này. Điều đó sẽ giúp Bookie chúng mình có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực hơn để ra mắt các tập tiếp theo. Đừng quên thả nút like, share và nhấn subscribe kênh để nhận thông báo về những video bổ ích tiếp theo nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi kênh podcast ở nền tảng Spotify. Chúng mình đã để link ngay dưới phần mô tả. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo nha.